Chào mừng các bạn đã đến với Paper Craft Vietnamese. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện của Sadako và màn lột xác ngoạn mục nhé. Sadako thật là tốt bụng. Không, những cô gái này xấu tính ghê. I'm so sorry. No. Là tội nghiệp cho Sadako, không ai giúp cô nàng cả. Ngay cả ông chủ tin lời ba cô gái đó mà mắng mỏ Sadako. What's the matter with you? Stop it. Wow, người phụ nữ tốt bụng đã giải cứu Sadako. Wow. Get out. Okay. Don't worry. Follow me. Hãy cùng theo dõi xem người phụ nữ tốt bụng này sẽ làm gì tiếp theo để giúp đỡ Sadako nhé. Okay. Trang điểm thay đổi diện mạo cho Sadako nào. No. Wow, nhìn Sadako thật là quyến rũ và nổi bật trong diện mạo mới. Oh wow. Nice. Giờ thì đi trừng trị kẻ xấu thôi. Wow, Sadako thật là ngầu quá đi. Come on. Wow. Hello. Hello. Thank you.
cho một bài học thích đáng vì tôi bắt nạt người khác. Hãy cùng vẽ một bộ váy xinh đẹp dành tặng cho Sarako nào. Sarako thật là lộng lẫy quá đi. Cùng theo dõi câu chuyện thú vị tiếp theo nhé. Sarako đáng thương, từ nhỏ đã luôn bị bắt nạt và khinh thường vì vẻ bề ngoài xấu xí. Sarako may mắn được người bạn Annabelle giúp đỡ để thay đổi diện mạo. Let's go. Okay.
Wow, Sadako thật là nổi bật trong diện mạo mới. Vậy là Sadako đã tìm được tình yêu đích thực của cuộc đời mình rồi. Xin chúc mừng. Woo!
Wow! Câu chuyện hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ. Đừng quên nhấn like và theo dõi kênh để không bỏ lỡ những câu chuyện thú vị tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.